ngon lắm mọi người ơi. Mọi người biết gì không? Mắm nêm. Mắm nêm, nay mình sẽ làm món gì? Đương nhiên là bún mắm nêm rồi, còn giả bộ hỏi nữa. Cách làm mắm nêm thì mỗi nhà mỗi kiểu, miễn sao làm hợp khẩu vị mình thôi nha mọi người. Chiều nay thì mình mua được nửa ký tôm thẻ tươi lắm, loại to nhất rồi, cùng với một ít bún và rau sống. Do là cũng thèm bất chợt nên không có kịp mua thịt, tại vì buổi chiều rồi thịt sẽ không được tươi nữa. Thôi kệ, nhiêu đây ăn cũng đủ rồi ha mọi người. Nãy giờ trong lúc nói chuyện thì mình cũng đã trang trí được tô bún rồi hen. Bây giờ chan nước mắm vào nha. Trời, tao nói cái mũi thơm ngát, nhìn thôi là chảy nước miếng hà. Ai có đang thèm á thì nhìn mình ăn đỡ đi, rồi nữa là làm theo nha. Rồi mời mọi người nha.